Rồi, chào tất cả anh em luôn nha. Chào anh em chú Mười. Ôi, chào anh em luôn. Rồi, chào anh em luôn. Rồi, hiện tại chú cháu mình có mặt tại khu vực của Bình Sưng nha anh em. Thì cái khu này là hôm bữa là mấy chú cháu mình có đi Cần Đước á, về ghé ngang là đi ra không có, bữa nay mấy chú cháu mình la quần tiếp. Cái khu này là cái khu ngoài khu cái vàng mã bữa mình có quay nha anh em. Giờ mấy chú cháu mình đi quần coi kiếm được. Kiếm vài con rắn up clip cho anh em xem rồi ơi. Thử tổng chạy ở đây nắng luôn. Không bự. Bên này nắng mà có gió ha. Ngay chiều mương đá mình đi xuôi đêm rồi nữa coi. Mưa không? Mình tháng này ông muốn mưa là ông mưa à. Gì? Ngõ ngựa luôn hả? Ngõ ngựa nha anh em. Đâu? Trời, con hổ ngựa nè. Sắp là không ngựa. Có ngựa mình lộn con lấy đi. Vậy, hổ ngựa nha ngựa nâu thiệt chứ. Nằm thấy ghét không? Còn rút không? Cũng trọng à. Còn rút đi không? Không không, nằm em bê nè. Nâu thiệt chứ. Rồi, một tay lụm luôn đi. Trời, đợi gì nữa. Cắn tao. Này cứ ngứa. Ngứa là không à. Hay ngứa gì đâu. Ôi ơi, nói cùng Vinh. Hết thần cùng Vinh luôn. Ôi ôi. Một tay lắm đó, lắm lắm luôn. Mày, hai con. Ê, đang có mồi cái gì cái bụng tần dần vậy? Hai con. Nè, nè, đi vô tay, tay kìa. Đưa mày vô tay. Chắc vô tay tao quá. Tao mày, tao vô tay tao si hả. Mềm. Chút xỉu vợ gì này dễ xỉu lắm, em chút xíu xỉu à, cũng được, cũng được 4-5 lạng, vô túi có dằn túi là được rồi, đi xa mà có rắn là mừng hả anh em. Đừng không có được rồi, nhận sự khởi đầu nan nha. Vâng nè, từ từ sao nản được. Rồi đừng coi đầu tiên luôn nha anh em. Chập luôn đi. Có là mình rồi.
giấu nhà nè. Ra ngoài luôn, phòng luôn. Đi thẳng bển đi, bển còn nhát nào. Mát mát rồi. Này nắng quá nắng giờ mát dịu mát rồi. Cái bò này vài bữa chắc cô bé lụm luôn chứ gì. Vài bữa giữa đất hay đó. Giữa đất cô bé lụm luôn chứ gì. Mùa nắng là mùa của mấy ảnh mà. Giờ làm được có một con không ngựa cũng nản sầu. Bắt con ngựa dằn vỏ rồi cũng được quá. Không có dằn vỏ rồi ngon quá, tôi đi từ nào vô kỳ. Đâu điện thoại điện đâu. Trời ơi anh chàng khẩu giận nản nữa. Ôi nằm nè anh em. Giờ thấy cuộn cuộn thấy mừng rồi. Biết nản sâu nữa rồi. Giờ thấy cuộn cuộn thấy khoái rồi. Đây. Giận rất thèm. Trời ơi. Rút rồi đó. Trời ơi. Nằm cuộn cuộn ra núp à. Quá kiên. Trời ơi kiên nó buông mình con. Gì đâu không. Em dữ vậy. Chạy nó chạy đâu chú mười. Đây nè. Trời ơi đào hang dưới nằm hang trên này nè. Nghe gì cũng được đó chứ. Chạy con cái. Ôi táp. Tao ơi táp dữ. Được, khẩu giảm này tổng mà. Tao táp. Dữ ghê không? Trời ơi.
Rồi đó. Trời ơi. Nó chạy lẹ ghê trời. Ừ, chạy tốc độ luôn rồi. Rồi buông la cho nó chạy ngược tới vô đây. Chạy đó. Mùa này là nè, nè nè, nó chạy ơi, có chân, có chân, có chân, có chân. Tắt. Thôi giờ anh đã ghê anh em. Ôi nó mập. Tắt hoài mày. Nằm ở dưới đây chú mười đào nó tụ tổ anh tên đó. Nè anh em, ôi giờ anh nha, cầm lại chú mày. Ý á, trời ơi. Trời ơi, vườn cái gớm này. Cũng vui. Có cức là có tiền. Hồi giờ này có lý nha anh em, hồi giờ này chắc cũng được 8 này. 6 lạng rồi. Hồi giờ này chắc 6 lạng được. Ủa nó khù. Ý tùm lum luôn. Nó khù. Mới vừa thấy ruộng qua tử đâu sáp hay gì. Phải phá rồi. Không. Đại ca hổ chú bộ. Ê trời. Rồi bắt đi. Ủa cái túi lưới đâu? Túi nãy đựng con hôn ngựa rồi. Rồi nên lấy ra lụm luôn cho ba. Thở. Ê mày. Tao có ghẹo mà nó mày cắn tao. Mày lớn vậy thở khu khu khu. Gì mày? Tắt hoài. Ẻ nữa coi. Ẻ nữa coi. Trời nữa. Dạy. Rồi được hai con nha anh em. Con dạ này ngon à, hay coi chừng. Rồi hương đó nắm đầu mày luôn. Ây da, hồi nó đã. Ok. Con này cũng được chứ đâu có nhỏ đâu nè. Rồi ve trên đầu luôn nè. Rồi ve nằm đầu luôn. Nè. Đâu 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 đâu. Ừ. Rồi ve trên đầu luôn anh em thấy không? Để gỡ gỡ. Đeo dính đầu luôn. Em chưa để con gỡ ra. Trời ơi nằm nè. Ve đó ve gì? Ve rắn. Ve rắn chứ nói ve chó tao chảy à. Ve rắn nha anh em. Rồi nó trắng nổ luôn nội cha ơi. Nè, trắng nè. Rồi vô đi mày, vô trong túi nằm đi mày, về với đội của tao chú 7 chú 10. Hai con hổ. Hai con hổ chú bộ. Bữa nay cháu làm được hai con hổ chú bộ giỡn à. Lâu lâu là khu này quất hai con hổ hết lần luôn. Lâu lâu tái diễn lại Bình Sơn về chết rồi. Mà không ghé trước quất bữa nay ghé được hai được, con. Được hai con mà hai con tào lao luôn. Rồi đi vô. Mình bắn con gì mà đi cầm mò cầm mò cầm mò vậy. Sáng giờ mấy chú cháu mình đi ra khu vực này làm được hai con rắn hổ nha anh em. Nhưng mà hổ này là hổ không độc. Coi lại chú bay. Hổ sọc với hổ bông. Hổ sọc với hổ bông. Con này con hổ may nha anh em, con hổ dện với con hổ ngựa. Chà lý à, cái này mốt có khách từ xuống là tiếp lị luôn nè. Vừa luôn này bầm xả bay, con này bầm xả gì, con này bự con nó bị chặt khúc. Này chặt khúc con không ngựa bầm xả được cũng được 4-5 lạng vô bộ. Con rắn này tệ đâu tệ, phải từ 6 lạng nè. Cứng ngắt thịt luôn á. Thôi về về xa lắm anh em ơi, cũng 10 mấy cây ạ, 20 cây ạ. Rồi nhưng mà chút xíu giờ tự nhiên đào hồi nãy đào nắng muốn chết luôn. Giờ đào đào xong ổng mát thì mấy chú cháu mình tính lên đường về giờ ổng mát rồi. Tới mát rồi hết cơm hết cháo rồi, rồi. Cháu rồi còn đâu nữa. Hết đường. Rồi. Chào anh em luôn. Cơm cháu. Bác ơi. Rồi chào anh em luôn. Rồi chào tất cả anh em luôn nha. Bữa nay được thành quả hai em nha anh em. Rồi lên đường về. Về thôi.